Hello, xin chào mọi người, chào mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lập Xúc Tiki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với Minecraft kỵ sĩ rồng nhá. Hiện tại thì mình đã quay trở về nhà để có thể chế tạo thêm một vài thứ trước khi chúng ta tiếp tục cuộc hành trình tìm tới cái vùng đất Misa nhá. Và ở tập trước mình có lạc mất một cái đôi cánh lửa rồi. Và bây giờ mình sẽ chế tạo một đôi cánh khác để có thể bay nhá. Đó chính là cái đôi cánh của rồng. Để chế tạo được đôi cánh của rồng thì mình cần Fairy Dust, một viên kim cương, bốn cái phôi vàng, cũng như là cái hơi thở của rồng ấy. Đây mình có hai cái lọ nè. Rồi cho vào đây và chế tạo luôn. Đó, mình đã được một cái đôi cánh của rồng. Rồi mặc vào thử coi. Đúng là đôi cánh của rồng có khác. Giờ mình sẽ vào trong nhà để coi coi có quyển sách nào ép vào được không nhá. Để coi nào, cái rương chứa sách đây. Cái này thì mình sẽ ép vào cái dòng chậm hỏng ấy để coi coi có bảo vệ. Không có chậm hỏng rồi, mấy cái này không có chậm hỏng rồi các bạn ơi. Thử cái mấy món còn lại coi có chậm hỏng không. Ơ, cái này có chậm hỏng 3 nè. Wow, tốt. Rồi giờ thì mình sẽ gỡ cái cuốn sách chậm hỏng từ cây kiếm này ra. Chậm hỏng 3 nè. Rồi sau đó thì mình sẽ enchant cái đôi cánh của mình lên, cho vào đây luôn. Đó, vậy là được chậm hỏng 3 rồi, bay rất là lâu hư luôn á. Rồi còn cái này thì mình sẽ cho vào đây lại nhá. Kế tiếp thì mình sẽ chế tạo một thứ. Tại vì sau khi điều tra thì mình phát hiện là hình như những nàng tiên có thể đánh cắp cái cánh của mình đó các bạn ơi. Cho nên bây giờ thì mình sẽ chế tạo một cái jar như vậy nè, để có thể nhốt những cái nàng tiên ăn cắp đồ đó vào trong đây nhá. Để bắt được mấy mụ ta thì mình cần phải có thủy tinh nè. Cần phải có một cái ván gỗ. Ván gỗ hình như mình cho vào cái rương ở phía trên thì phải. Đây gỗ đây. Rồi giờ mình sẽ đổi ra thật là nhiều ván và chế tạo cái jar thôi. Mình sẽ làm, không biết cái này nó có stack lại với nhau không nữa. Ồ, nó stack lại các bạn ơi. Mình sẽ làm 5 cái đi, mình sẽ bắt khoảng 5 nàng tiên trở về đây nhá. Rồi, mình còn thiếu gì ta? À, mình còn thiếu thức ăn. Đây, mình sẽ lấy thêm thức ăn mình vừa nung nè. Cũng như là đi cho mấy bé rồng này ăn cái đã. Và bé rồng Moonlight của mình khá là lâu lớn các bạn ơi. Đó, giờ chỉ mới lớn chừng này thôi à. Không biết có gắn yên cưỡi vào được chưa nữa. Để mình test thử coi. Lấy kiên cưỡi ra, rồi cho vào đây. Ô, cưỡi được rồi nè, bay được luôn. Ô, giỏi vậy. Ô, và các bạn có thấy cái đôi cánh không? Cực kỳ đẹp luôn á. Đây có thể nói là loài rồng đẹp nhất rồi. Nếu mà được bầu chọn thì mình sẽ bầu chọn cho rồng Moonlight. Wow, đôi cánh đẹp chưa kìa. Ban đêm nó còn đẹp dữ hơn nữa. Thôi, tạm thời thì cho bé này ở đây đi. Đúng là rồng đẹp mà. Rồi, kế tiếp thì mình sẽ trở lại cái khu vực hôm bữa là mình dừng ngay chỗ cái ngôi làng tiên này. Đó, và ngôi làng tiên đâu ta? À đây. Ngôi làng tiên kìa, nó. Ui, nè, cái sao nó mới nè. Ui. Ăn cắp đồ người khác hả? Rồi, đúng rồi nè. Ui, thì ra mấy cái nàng tiên này lấy đồ của mình. Ui, còn lấy gì không? Trả đi. Lấy cái nhà của mấy nàng tiên về luôn, không biết mình có lấy được không ta? Mình sợ đập qua hư quá à. Cây nhà chắc mình không lấy đâu. Mình chỉ bắt mấy nàng tiên mang về ở chung với mình thôi. Rồi, đâu ta? Ui, mấy nàng tiên bay rồi. Ủa, bay đâu mất tiêu rồi? À, đây. Chạy. Ui, còn treo mình nữa cơ. Ui. Dám ăn cắp đồ mình hả? Mới ăn cắp cái quyển sách của mình kìa các bạn. Ồ, thì ra mấy nàng tiên này có tài là ăn cắp vạt. Ồ, hàng gì mình thấy mình về mình thấy mất quá trời đồ luôn. Ồ, mà cái ngôi làng này nhiều mấy nàng tiên ăn cắp đồ quá. Mình còn có ba cái jar thôi hả? Một nàng nè, một nàng nữa nè. Còn treo mình nữa kìa. Thiệt, nàng tiên màu hồng nè. Ui, chả. Ui, lại ăn cắp cái cánh nó rồi. Ui, chả cái cánh đi. Ui, chạy đâu vậy? Mình không muốn ra tay với mấy nàng tiên này đâu. Cái này mình đặt xuống được không ta? Để mình lấy lại. Nè, cái cánh của mình nè. Cánh lửa của mình nè. Ui, mấy nàng tiên này ăn cắp như vậy thì toi rồi. Ui, còn treo mình nữa cơ. Giận ghê luôn á. Ờ, mình lấy lại được cái xa các bạn ơi. Rồi. Thì mình sẽ đi lên trên để nhặt lại cái đôi cánh của mình nhá. Ui, mấy nàng tiên này thiệt luôn á, ăn cắp giặc ghê. Mới lại có một xíu hả, mà lấy luôn cái cánh của mình rồi. Rồi, đây, nàng tiên.
trả lại cái cánh nhá. Rồi, cái nàng tiên mà lấy cái cánh rồng của mình đâu ta? Ồ, nàng tiên lấy cánh rồng kìa. Khoan khoan, mình sẽ ăn vô một cái đi. Chắc tạm thời mình sẽ cho nàng tiên nó giữ cánh rồng của mình đi. Khi nào mình quay trở về nhà mình có thêm kính đó, thì mình sẽ lấy lại nhá. Cẩn thận, coi chừng bị mấy mụ này ăn cắp nữa. Mấy mụ này ăn cắp ghê lắm. Rồi, vào xuống đây coi có sót cái nàng tiên nào không. Hình như mình nhặt hết mấy nàng tiên vào trong rồi đó. Ủa mình có tới 5 cái xa lắm mà ta. Sao chỉ còn có 4 cái thôi. Ôi như mình bị lạc hết một cái xa rồi. Rồi, bị lạc hết một cái xa rồi. Vậy là có một nàng tiên bị mình bắt nhưng mà mình chưa có nhặt vào lại ấy. Ui, nàng nào mà bị lạc thì cho Lộc xin lỗi nha. Đâu có rơi lên đây không? Hình như trên đây không có rơi xuống. Kệ đi, cho mấy nàng tiên này ở đây nha. Ủa mà đứng xa xa ra hả? Đi chỗ khác không ơi. Và cũng như là kiểm tra đồ lại cái đã. Cây da Namer còn nè. Giáp còn. Hình như là không mất gì hết. Nhất là cái amulet này nè, mất bé rồng xanh lai chắc mình tiếc lắm luôn á. Rồi, giờ thì mình sẽ quay trở lại cái chỗ của... À quên nữa, mình cần phải lấy một ít len cừu làm cái giường. Giờ mình không có mang theo giường ấy. Rồi, tiêu diệt một bé cừu này đi. Rồi, xin nhá. Rồi, đây có hai bé luôn nè, chẳng luôn. Rồi, ui bé này té xuống rồi. Rồi, sau đó mình sẽ craft một cái giường để có thể qua đêm nhá. Giường công thức như vậy. Rồi, ngủ một cái luôn. Ngủ trên vùng đất của Kim Cương luôn á các bạn ơi. Rồi, sau giấc ngủ này thì mình sẽ trở lại cái chỗ của tên Cyclops hôm qua nhá. Đây, mình sẽ trở lại cái chỗ của tên Cyclops ngay tại vị trí này. Để coi mình đã đi tới tọa độ bao nhiêu rồi. Mình đã đi tới tọa độ là 4.335 rồi. Còn một xíu nữa mới tới 8.000 ấy. Rồi, cố lên. Giờ mình sẽ thả bé rồng lửa mình ra. Đi tiếp thôi em ơi. Rồi, mình sẽ đi về hướng bên đây để cho tọa độ X nó tăng lên nha các bạn. Ồ, đây còn có hang của con rồng nữa hả? Ôi, nhưng mà nó đi đâu rồi? Hình như con rồng này nó đi đâu rồi các bạn ơi. Ồ, kỳ vậy ta. Thôi kệ nó đi. Rồi, giờ mình sẽ đi tiếp về hướng bên đây nha. Trên đây có một ngọn đồi khá là cao nè. Và một xíu nữa mình sẽ thử ghé qua cái ngôi làng băng và nhìn ở phía dưới coi có cái hang của con rồng băng nào không nhá. Tại vì thường ở dưới mấy ngôi làng băng dễ xuất hiện mấy cái hang ổ rồng lắm luôn ấy. Ô, ở trước có một cái chỗ của trứng rồng lửa nữa kìa. Ủa, chắc sẽ ghé qua và lấy một cái trứng rồng lửa về đi. Ở nhà mình hình như không có nhiều trứng rồng lửa. Đó, ghé vào đây và lấy luôn thôi. Đó, đúng luôn. Rồi, cẩn thận. May quá. Ui. Sắt, xương nè, mình lấy những thứ cần thiết thôi. Nem tác mình sẽ lấy về. Còn đây là táo vàng, nem tác tiếp nè. Có than nữa. Còn rương này, một cuốn sách bảo vệ 1 á. Ok, lấy tạm về, có gì mình nâng cấp từ từ lên đấy các bạn. Bảo vệ 1 cũng được mà. Rồi, giờ thì đi lên thôi. Ui, cẩn thận. Đó, bay lên. Ở đây hình như, tiếng của mấy bé lạc đà. Mình hình gì mình nghe tiếng lạ. Rồi, đi tiếp về hướng bên đây để cho nó tăng lên nhá. Ở đây chủ yếu là cái vùng đất đồi núi tôi ấy, cho nên không có bé rồng thì chắc mình sẽ rất là khó khăn trong việc di chuyển. Còn nếu di chuyển bằng cánh thì sẽ rất là mau hết thức ăn nữa. Nên tốt nhất là sở hữu một bé rồng để di chuyển những vùng này thì sẽ tiện hơn rất là nhiều. Và né mấy cái mụ tiên cá giả mạo ra hôm bữa ha, mê hoặc mình một phát tưởng đâu lạc bé rồng này rồi. Thôi sợ lắm rồi. Thôi đi tiếp thôi. Để coi nào. Tới 5.000 rồi nè các bạn ơi, còn 3.000 nữa thôi. Giờ mình sẽ đi từ từ để có thể khám phá xung quanh đây luôn nhá. Chứ bay nhanh quá thì không có khám phá hết được đâu. Và đằng kia có chỗ của những cái quả trứng rồng lá kìa. Gần đây thì còn nhiều lắm nên không thả, từ từ mình lấy cũng được, không cần phải gấp đâu. Tới vùng rừng cây rồi nè, hết đồi núi rồi. Hình như đây, ui, đằng kia có một con rồng ác kìa. Dám tác hoài tác quái ở đây hả? Tiêu diệt thôi. Con này nó còn bé lắm các bạn ơi. Rồi xong. Bé rồng mình phun có vài hơi thôi mà mình lăn ra nằm một đống đó nè. Rồi giờ mình sẽ lấy đồ của con rồng này coi. Mấy con này thì chắc nó sẽ không rơi ra quả trứng đâu, tại vì nó còn bé quá ấy. Mình được một ít cái của con rồng này nè. Chủ yếu là cái vải thôi. Vải của con rồng Gray. Và đây có hắc diệm thạch cũng như là vàng. Mình sẽ lấy vàng về luôn. Đó, vứt bớt những thứ không cần thiết vào. Xương nè. Hạt vàng cũng như là xương. Giờ mình sẽ cho những thứ này vào trong một cái rương sugar. Ui. Rồi, mình không mang theo cái rương sugar rồi. Mình không có mang theo rương sugar rồi, nãy như mình đặt xuống ở trong cái nhà mình rồi.
Ôi, tiếc ghê luôn á. Thôi thôi thôi, tạm thời đi tiếp đi, không cần cái rương cũng được. Giờ mình sẽ đi thẳng về phía trước một xíu nữa. Ồ, có vẻ đây là cái vùng mà flower biome rồi nè các bạn ơi. Quá trời hoa luôn nè. Ui, đằng kia một con nữa. Thôi mà thôi, tha cho con đó đi, giờ mình đâu còn slot để nhặt thêm đồ đâu. Tốt nhất là đi thẳng về phía trước tới ngay cái khu Misa luôn ấy. À, và ui ui ui. Ui chết rồi. Sao mình lại đi xa vậy ta? Mình đi tọa độ Z tới 2.800 gần 3.000 rồi, vậy là xa lắm rồi. Ok, chắc tạm thời mình sẽ quay trở lại cái chỗ của con Cyclops nha các bạn. À, để coi chỗ của con Cyclops ngay chỗ này. Rồi sau đó mình sẽ quay lại cái khu Misa hôm trước đi, để coi coi khu đó có bự không nhá. Tại vì mình nhìn trên bản đồ ấy thì nhìn thấy nó khá là bé. À, đâu rồi? Cái chỗ mình đi đâu đây đây nè. Chỗ này mình thấy nó khá là bé nè. Ô, hình như mình có đặt một cái điểm mà. Để mình sẽ thử dịch chuyển qua khu bên đó coi coi nó có to không nhá. Tại mình thấy nó bé quá nên mình cũng bỏ qua luôn. Đây, tới rồi nè. Rồi giờ mình sẽ tự bay và khám phá cái vùng này. Có vẻ cái vùng này cũng bé thôi. À không không. Ồ, chỗ này không bé đâu các bạn ơi, thấy vậy chứ cũng to lắm. Ồ, nếu to như vậy thì vẫn có tỷ lệ gặp được chỗ của mấy bé rồng xanh lai ấy. Để mình coi map lên một lần nữa coi. Ui, cái này giống như một cái bán đảo vậy đó, một cái vùng đảo đó các bạn, kiểu như một cái vùng đảo nhỏ thôi à, đúng như mình dự đoán mà. Ui nè, có còn có xác rồng nữa nè. Ui, đời xác của rồng gì đây? Từ cái xác này thì mình không thể nào mà biết được đây là loài rồng gì ấy, khá là tiếc luôn. Rồi mình sẽ vứt bớt mấy cục mấy cái hạt vàng đi. Đó, sau đó mình sẽ coi coi đây là rồng gì nhá. Mới stack 2 thôi, mới có cấp độ 2 mà bị ngỏ mất tiêu rồi, tiếc ghê luôn ấy. Đáng ra vùng này phải có rất là nhiều rồng thì mới phải. Rồi, tiếp theo là con rồng bên đây. Ui, mà còn đẩy được cái bộ xương của bé rồng này nữa nè. Mình sẽ vứt bớt cái bàn chế tạo đi. Rồi, coi coi bé rồng này cấp độ mấy, mình đoán tầm cấp 3 thôi. Đúng không? Ồ, cấp 4 lận. Ồ, bé rồng vậy mà cấp 4 luôn. Rồi đi tiếp đi tiếp. Ui. Tự nhiên ở đây có cái chỗ đất sét nó nhô lên nhìn giống bức tường ngay luôn á, bức tường thành đó các bạn. Wow, xịn nha. Rồi, đi tiếp về hướng bên đây coi, có vẻ con này cũng khá rộng, không phải là một cái đảo nhỏ đâu. Mình sẽ cố gắng tìm chỗ của mấy bé rồng xanh lai mới được, mình cũng chưa biết hình thù chỗ đó ra sao nữa. Cứ cố gắng tìm thôi. Ui. Ui, bên đây mới có chỗ của rồng thiệt nè. Có thể cái con rồng bên kia là thủ phạm gây ra cái chết của hai bé rồng hồi nãy ấy. Cũng có thể, cũng có thể. Nhưng mà mình nhìn loanh quanh ở đây chỉ có rồng chỗ của rồng Terra thôi. Ồ, không lẽ rồng rồng xanh lai không xuất hiện ở chỗ khu vực này hả ta? Rồi, giờ mình sẽ tiêu diệt cái con rồng này thôi. Đừng có bay nhé. Đừng có bay, đừng có bay nào. Dạ. Ui, giáp vào, mặc giáp vào. Dám chống lại với rồng. Giáp rồng hả? Ui, đâu? Ui, nó đốt, nó đốt. Ây da, ây da, ây da. Ui, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Ui, các bạn chứ nó mạnh hơn. Mình chưa đủ sức để mọc một với nó rồi. Ui, người kia có con đại bàng nữa kìa. Ây da, ây da, ui, ui. Ui, nó dưới nó tấn công lên hả? Chơi kỳ vậy. Chơi kỳ nha, chơi vậy là chơi kỳ nha. Ui, còn đốt. Ui, cái tên này dám đốt đốt mấy đại bàng kìa. Cái tên này cả gan thật. Ok, bây giờ mình sẽ bay qua bển luôn. Cả gan á. Ức hiếp kẻ yếu. Dám ức hiếp kẻ yếu hả? Ức hiếp kẻ yếu nè, rồi. Ây da, mình cũng là kẻ yếu nữa. Nên chạy 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 thôi. Ui. Cái tên này gan thiệt cơ. Mình vứt. Hình như mình mất hết mũi tên rồi, mình không mang thêm mũi tên. Ây da, ui, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Đành vậy thì xuất hiện thôi bé rồng ơi. Rồi, đây là thời khắc đem thiện nè. Tiêu diệt ngươi. Này thì ức hiếp kẻ yếu hả? Ui, chân ẩm à. Ức hiếp kẻ yếu đi. Hiếp kẻ yếu hả? Đây là quê nhà của rồng xanh lai mà dám ức hiếp kẻ yếu ở ngay khu vực này hả? Người xong đời rồi. Rồi, giờ mình sẽ xuống đây và coi coi xác của con rồng này có những gì nhá. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ vứt bớt một cái gì đó đi, vứt bớt than đi. Đó, vứt bớt ra rồi sau đó lút xác con rồng này thôi. Ui, sao đồ lại rơi ra hoài vậy? Rồi, rơi ra, có ra, trứng rồng không? Có vẻ con rồng này không rơi ra trứng các bạn ơi. Vải rồng thì ở nhà mình còn nhiều lắm, nhưng mà chắc mình sẽ cố gắng nhặt luôn đi. Cái con rồng này là còn rồng cấp 3 thôi mà dám tác khoái ở đây. Cả gan thật. Ui, có 7 cái à. Mà kệ, vải rồng mà, lấy về luôn.
Rồi giờ thì mình sẽ đi thêm một vài vòng nữa đi, để coi coi chỗ này có thêm những cái chỗ rồng khác không nhé. Ở đây là chỗ của rồng Terra thôi. Ăn nha bé rồng. Rồi đi tiếp thôi. Ủa rồng xanh lai không có ở đây hả? Ôi tiếc ghê luôn, mình đi một chuyến đi xa như vậy chủ yếu là muốn cho bé rồng xanh lai mẹ mình á tìm về quê nhà thôi. Nhưng mà không ngờ chỗ này lại không có cái ngôi đền của rồng xanh lai rồi. Ui tội cho bé rồng xanh lai của mình quá à. Mình cũng rất cố gắng rồi nhưng mà ui ở đây có một cái quái thạch của một con rồng rất là to nè. Con này chắc chắn là cấp 5 rồi, chỉ có những con cấp 5 thì có mới có cái sải cánh to như vậy ấy. Ui tính là cái vùng đất này á không. Ui ấy rồi xong rồi, tên kia cả gan dám nhào lên bờ làm gì không biết nữa, thiệt tình luôn á. Ui chọc bé chọc bé rồng của mình chi, bé rồng cạp vài cái lăn đùng lăn ngõm luôn rồi. Rồi mình sẽ coi xác con rồng này có những gì nhá. Con này mình sẽ lấy cái đầu của con rồng cấp 5 về thôi. Ui đừng kêu con nữa kìa. À lại đây. Lại đây mình sẽ tiêu diệt nó cho các bạn xem. Rồi mình sẽ vứt mấy cái này ra để nhặt. Rồi vứt thịt ra đi, mình sẽ nhặt thêm ô bảo vệ một vứt luôn. Rồi mình sẽ tiêu diệt cái con rồng này nè. Dám. Ấy da. Ôi sao mấy cái con rồng biển này nó cực kỳ mạnh luôn ý. Một cạp của nó thôi mình mặc giáp rồng vậy mà còn chịu không nổi nữa. Rồi trước khi đi cất đồ thì mình sẽ cho những cái nàng tiên ra khỏi cái cha này nhá. Cái này treo lên được không? Cái này treo lên trên không được. Mình sẽ để những cái nàng tiên ưa chôm đồ người khác ở đâu ta? Đặt ở đâu là thích hợp nè. À nếu đặt trong nhà thì mình không còn không gian. Đặt trong nhà cũng được, tại vì mình muốn có mấy nàng tiên ở trong nhà cho vui ấy. Rồi đặt trên rương cũng không được luôn. Có nha. Thôi vậy cho mấy nàng tiên này ở ngoài sân vườn chơi với mấy bé rồng của mình đi. Một nàng, hai nàng nè. Ở đây hai nàng rồi hả? Ui còn cười nữa kìa. Ui mấy nàng tiên kìa. Ở trong đây thì không có ăn cắp đồ của người khác được nha. Rồi trước nhà mình cho một bé nè. Rồi ủa một nàng chứ. Một nàng tiên các mọi người chứ không phải bé tiên. Rồi và ở đây chơi với mấy bé rồng là một nàng tiên nữa. Đặt ở đây. Rồi vậy là mình có bốn nàng tiên ở đây chơi với mấy bé rồng rồi. Giờ mình sẽ cắm đuốc lên. Cắm đuốc ở đây. Rồi sau đó vào trong nhà ngủ cũng như dọn dẹp đồ là một cái nhá. Và lần sau thì mình sẽ nhớ đem theo cái rương sugar. Ở đây cái rương mình có ở đây nè. Rồi mình sẽ ngủ một cái rồi sáng thức dậy chúng ta sẽ quay trở lại khu vực kia nhá. Mình đã trở lại khu vực này rồi đây. Và bé rồng của mình vừa hạ gục được cái con rồng biển hồi nãy rồi. Và bé rồng vừa có một pha mất kiểm soát các bạn ơi. Cứ phun lửa miết hả, phun cả mình luôn ấy. Mình không hiểu tại sao, hình như hơi bức xúc một xíu thì phải. Nhưng mà không sao, mình đã kiềm chế được rồi. Và cũng như là nhốt bé ấy vào trong cái amulet ấy. Chắc có một vài vấn đề ở khu vực này rồi. Chắc tại mình không tìm được cái chỗ của rồng xanh lai nên chắc bé hơi tức giận chứ gì. Mà không sao, giờ mình đã kiềm chế và cho bé vào trong cái amulet này về nhà cho bé ấy bình tĩnh lại nhá. Còn bây giờ thì chắc mình sẽ quay trở lại cái khu vực của mấy nàng tiên ưa ăn cắp đồ nhá. Rồi và mình cũng đã chế tạo thêm ít cái chai để có thể nhốt mấy nàng tiên lại. Tới đây thì mình sẽ ăn vào trước đã, tại vì phải ăn rồi mới có sức nhốt mấy nàng tiên lại chứ. Để coi con ngôi nàng tiên ở hướng nào ta. À hướng bên đây nè. Rồi bay lên trên coi cái nàng tiên nào nãy ăn cắp cái cánh của mình đâu. Như ăn cắp cánh xong chạy hả? Đúng không nàng này đúng không? Không nàng này không có. À đây ăn cắp cánh nè. Này thì không nàng này ăn cắp cái xô. Ui nàng này ăn cắp que. Nàng này không ăn cắp gì. Bắt nè. Rồi nàng này cũng vậy luôn. Ủa cái nàng ăn cắp cánh đâu rồi? Ui ăn cắp cánh xong bay là. À đây. Ủa cái này là. Ờ đúng rồi cánh nè. Ui cất vào để không thôi là mất luôn á. Rồi à mất quá. Ơ có cái nào ăn cắp nguyên cái hộp su cơ không? Ăn cắp nguyên cái hộp su cơ là mệt đó nha. Ui. À đây còn một nàng nữa nè. Qua bắt nàng tiên về thôi. Rồi đây nàng tiên đi lạc hả. Ui nhầm cái này mới đúng. Đi lạc hả, nàng tiên đi lạc nè. Rồi dẫn nàng tiên đi lạc về nhà luôn.
Kế tiếp quay trở lại cái khu vực trung tâm ngôi làng, hình như ở phía dưới này vẫn còn mấy nàng tiên á các bạn. Ngôi làng này cũng rất là bự nữa. Để coi nào, không biết mấy cái nhà của mấy nàng tiên á mình có lấy về được không ta. À đây 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 còn nàng tiên nè, đó nhổ cỏ và nhổ tận gốc để không thôi. Còn một vài nàng tiên lỡ mình quay lại đây rồi ăn cắp hết đồ mình rồi sao. Lấy nhà này về được luôn. Tốt quá tốt quá, mình sẽ làm một cái ngôi làng nhân tạo cho mấy nàng tiên á. À mà khoan 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 khoan, nếu mình làm ngôi làng nhân tạo thì lỡ ăn cắp hết đồ của mình thì sao? Chắc mình chỉ đặt những ngôi nhà rồi hết xây dựng lại ngôi làng thôi, chứ không cho mấy nàng tiên sống đâu, chỉ cho mấy nàng tiên ở trong cái gia này thôi nè, để cho an toàn. Chứ đi ra ngoài tối ngàn cắp đồ mình nha thì mình không còn đồ để mặc luôn á. Rồi lấy hết mấy cái nhà này về. Ui ô mấy cái nhà nó không stack lại với nhau. Vậy cho vào đây cũng được, cũng như là mấy nàng tiên vào trong đây. Rồi kế tiếp là lấy cái này về, lấy cái này. Cũng như bên đây còn một vài ngôi nhà nấm nè, mà công nhận mấy cái nhà nấm này dễ thương ghê luôn á, ước gì mình cũng có thể hóa nhỏ lại rồi chui vô mấy cái nhà này sống thì hết sảy luôn. Chỉ tốn có một lốc thôi mà chúng ta đã có một cái nơi ở rồi, vậy thì tuyệt vời còn gì bằng. Và coi nào, hình như nãy mình còn nghe tiếng mấy cái nàng tiên á, vậy là ngôi làng này vẫn còn, lỡ rồi phải phải bắt hết mấy nàng tiên về luôn chứ còn chừa lại thì không hay đâu. Rồi mình sẽ lấy cái rương sugar này, cũng như là cha đâu ta, cha cho vô đây hết rồi hả? Ủa, à đây đây đây, cha đây nè. Rồi đi tiếp thôi. Đâu nàng tiên đâu, lên tiếng đi nàng tiên ơi. Nàng tiên đó, hello mình kìa. Mình vừa nói là hello mình hả? Được được. Cười hả nàng tiên đâu? Ủa, nàng tiên đâu rồi? Hello. À, đây đây đây. Nàng tiên này, ui nàng tiên màu hồng nè. Rồi, về nha nàng tiên, về nha nàng tiên. Đó, để coi coi còn nàng tiên nào trong ngôi làng không. Hình như là mình đã bắt hết mấy nàng tiên trong làng vào trong cái Ui vẫn còn hả? Vẫn còn mấy nàng tiên hello kìa. Mấy nàng tiên cười dễ thương ngay luôn á. Mình bắt cũng không nỡ nhưng mà không bắt thì không được các bạn ơi. Đó ngày đi bắt mấy nàng tiên không à. Rồi bắt thêm một vài nàng để cho ngôi làng này không còn nàng tiên nào đi, để về nhà làm nàng tiên trong cái chỗ ở của mình thì vậy thì nó sẽ tuyệt vời hơn á. Coi nào, hello đi cơ. Ủa nàng hello rồi nàng đâu, cười nữa chứ. Thôi mà đừng có cười nữa mà. À đây 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 đây, ui làng này còn đông lắm nàng tiên nè. Rồi ở đây còn một nàng nữa đúng không, bắt nàng về luôn. Rồi ở trên còn một nàng nữa là hình như là hết rồi đó. Đúng không đúng không? À đây 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 đây, bắt nàng về rồi. Rồi vậy là mình có thể, ui vẫn còn hả? À đây 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 đây, ui nàng tiên này bị kẹt trong đây rồi. Ui mấy cái nàng tiên này chôm đồ ghê vậy. Ui có một chỗ chút xíu thôi mà ăn ăn cắp gần hết đồ của mình luôn á. Rồi thôi thôi cho mấy nàng tiên vô đây cho an toàn nào. Rồi hình như cái ngôi làng này sạch thật rồi đó, giờ là hết nghe tiếng mấy nàng tiên rồi nè. Rồi xong rồi, giờ về nhà thôi. Mình sẽ quay về nhà một cái. Nhà đâu đây. Ui ủa nàng tiên này mới hello hả? Ok để mình thả mấy nàng tiên này ra nhá. Đây để cho mấy nàng tiên, nàng tiên đứng cạnh nhau để có gì trò chuyện với nhau nha các bạn. Rồi xếp lại như hình. Ui ui bắt lẹ bắt lẹ không thôi nàng tiên này sẽ chôm đồ tiếp đấy. Nó thì chưa, mới tí xíu thôi đã đi ra và chôm đồ rồi kìa. Mấy nàng tiên này ha, chôm đồ nhanh dữ lắm, mình mình trở tay không kịp đâu. Đó, rồi trong đây vui cười đi nha. Cho nàng tiên ở đây. Rồi thêm một vài nàng nữa nào. Giờ cái chỗ mình toàn là mấy nàng tiên không á, cũng như là mấy cái ngôi nhà nấm mini dễ thương nữa nè. Rồi ở đây, ở đây, ở đây. Đó, khu vực này dành riêng cho mấy nàng tiên luôn. Ở đây nè. Rồi đây là chỗ để mình có thể vào. Và chính giữa thì mình sẽ sẽ đập những cái khối này ra. Sau đó thì mình sẽ ốp bằng những cái block khác đi các bạn ơi. Để coi mình còn block nào ốp phía dưới đẹp đẹp không. Mình còn block nào đẹp đẹp không ta. Hết mấy block đẹp rồi, mình sẽ dùng tạm đá nhẵn đi để làm cái khu trung tâm của ngôi làng tiên mini nhá. Rồi. Ui cái này còn hả? Đập ra. Ui hello hoài vậy. Mày tiền này hello miết à. Đây ở giữa là một cái nhà nấm nè, kế tiếp là một cái nhà gỗ, một cái nhà nấm nâu, một cái nhà nấm
Ủa không, cái nhà gỗ bạch dương cũng như là một cái nhà gỗ sồi sẩm nè. Rồi, vậy là khá ổn rồi. À, thiếu nữa một cái nhà gỗ sồi. Đây, nhà gỗ sồi đây. Nó, vậy là có đầy đủ những cái ngôi nhà rồi đó. Giờ mình sẽ đưa mới hết mấy nàng tiên này ra bên ngoài nhá. Để coi nào, mình còn có thể, không biết mấy nàng tiên có đặt chồng lên nhau được không ta? Đặt chồng lên nhau không được rồi. À, mình có cách rồi. Mình sẽ cho những cái nàng tiên kế tiếp á, đứng ở phía trên này. Nó đứng trên như vậy. Đó, vậy cũng khá ổn. Sau này mình sẽ ốp đất thêm ở đây. Chẳng hạn ốp đất để cho mấy nàng có thể đứng cạnh nhau và ngồi cười với nhau ấy. Tại vì mấy nàng tiên cười miết à. Rồi, vậy là ổn rồi nhá. Còn bây giờ thì mình sẽ ngủ một cái rồi chúng ta cùng nhau làm công việc tiếp theo nha các bạn. Kế tiếp thì mình sẽ chế tạo một cái thứ giúp mình có thể xây dựng dễ dàng hơn trong thời gian sắp tới ấy. Đầu tiên thì mình cần chuẩn bị một ít cái que trước. À, không không không, đây mình còn que nè. Mình sẽ đặt theo công thức như vậy để có được một cái cây diamond wall. Cây này sẽ giúp mình xây dựng nó nhanh hơn ấy các bạn. Ngoài ra mình cũng còn một ít cái đá nung hôm trước nè. À, và một số ở ngoài này. Mình sẽ lấy hết cái chỗ này để chúng ta có thể xây dựng một cái chỗ cho tất cả các bé rồng có thể sống chung với nhau nhá. Rồi, và mình sẽ xây cái khu vực đó ở ngoài biển. Tại vì ngoài biển thì mình sẽ có thể lắp mặt biển lại ấy, và xây dựng dễ dàng hơn so với việc xây ở trong mặt đất. Trong mặt đất thì phải dọn ra nữa, rất là mất thời gian luôn. Rồi giờ thì mình sẽ dọn những cái chỗ này ra cho nó bằng bằng một xíu nhá. Mình sẽ xây cho nó ngang cái mực nước biển luôn ấy, để lỡ khi mà mình có đào rồi rớt xuống biển còn có thể đi lên dễ dàng hơn. Rồi kế tiếp thì mình sẽ lấy hết cái số đá này ra bên ngoài. Đó, lấy hết ra luôn. Và mình sẽ đặt trước một cái hàng ngang ấy. Ok các bạn ơi, mình đã làm được một cái đường ngang á là 100 ô rồi. Giờ thì mình sẽ sử dụng cái cây Builder Wand này để mình có thể xây nhá. Rồi mình cứ kéo dài dài ra thôi. À, để coi có nó có giáp cái khu vực này không ta. Ồ, nó giáp tới đằng kia luôn kìa. Rất là tốt, rất là tốt. Rồi, cái này là 1, 2, 3, 4 rồi. À, 5 nè, 6. Và mình phải kiểm tra vật liệu nhá. Cái này tốn rất là nhiều luôn á. À, 7 nè, 8. Wow, có đứa xây nhanh chưa kìa. 9, 10, 11, 12. Ơ, 11 à. Ủa, mình hết vật liệu rồi. À, 11 đúng không? Giờ mình phải lấy thêm đá. 14, 15, 10, 15 là hết rồi. Mình chỉ đủ xây 15 ô thôi. Nhưng mà không sao. Giờ thì mình sẽ vào trong nhà để lấy thêm một quả trứng rồng nhé. Tại vì dự định ở cái nơi ở mới này thì mình sẽ ấp một quả trứng rồng khác. Đó chính là quả trứng rồng sấm sét nhá. Rồi. Ui ui ui. Ăn ăn vô ăn vô. Kỵ sĩ rồng gì đâu bay một xíu thế té xuống nước nè, tại vì mình đói các bạn. Rồi giờ thì mình sẽ vào trong nhà để lấy một cái quả trứng rồng nước trước nhá. Tại vì để có được trứng rồng sấm sét thì mình cần phải có trứng rồng nước trước. Rồi đầu tiên thì mình sẽ vào trong nhà lấy một quả trứng rồng nước nè. Đây búa thoi đây. Tại vì nếu có búa thoi thì mình có thể triệu hồi được sấm sét ấy, và khi tia sét đánh trúng vào cái quả trứng rồng nước thì mình sẽ có được một quả trứng rồng sấm sét luôn, rất là hay. Rồi và từ đó thì mình có thể chờ đợi cho quả trứng nở ra một bé rồng sấm sét cho mình. Mình sẽ ấp quả trứng ngay tại vị trí này luôn. Đặt ngay đây nè, cách xa mặt nước một xíu để không thôi nó đổi hệ á. Rồi sau đó mình sẽ đập cái khu vực này ra cho nó xa xa, tại vì sét đánh thì có thể gây cháy cho những cái hàng rào, vậy thì không hay đâu. Rồi kế tiếp mình sẽ triệu hồi một cái tia sét xuống nhá. Boom. Các bạn thấy gì chưa? Đó chính là quả trứng của rồng sấm sét đấy. Wow. Mặc dù dính thêm một ít sát thương nhưng mà không sao đâu, không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của bé rồng sau khi nở đâu. Giờ thì mình chỉ cần đứng ở đây và đợi thôi. Ôi, vậy là mình phải đứng cạnh bên như vậy nè. Cứ mỗi lần thì mình sẽ cho quả trứng rồng ăn ấy, để cho quả trứng rồng hồi máu lại. Khá là mất thời gian nhưng mà không sao, miễn sao là mình có được một cái bé rồng sấm sét là được rồi. Và trong thời gian dưới tập thì mình sẽ cố gắng làm điều đó để cho quả trứng rồng nở ra nhá. Và tổng kết trong ngày hôm nay thì mình đã ghé qua cái vùng Misa rồi nhưng mà vẫn chưa tìm được cội nguồn cho bé rồng xanh lai. Mình sẽ cố gắng tìm trong thời gian sắp tới nhá. Ngoài ra thì mình cũng đã làm thêm một cái đôi cánh của rồng rồi nè. Rất là xịn luôn á. Và mình sẽ cố gắng chờ đợi cho quả trứng rồng sấm sét này nở ra nhá. Và cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại tất cả bạn ở những tập tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.